Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 1, trang 47, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Câu hỏi có nội dung như sau: cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ oxy như hình dưới đây. Ý A, lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxy nhất, lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxy nhất. Ý B, tìm hiểu và nêu vai trò của oxy với lĩnh vực y khoa và lĩnh vực hàn cắt kim loại. Trong phần lý thuyết thì các em đã được tìm hiểu về nội dung và biết được rằng oxy không chỉ có vai trò duy trì sự sống và sự cháy, mà còn được ứng dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực ở đời sống như là lĩnh vực chế tạo thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa, lĩnh vực hàn cắt kim loại, lĩnh vực luyện thép, lĩnh vực công nghiệp hóa chất hay lĩnh vực y khoa. Quan sát biểu đồ thì ta thấy rằng màu xanh nước biển chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 55%, đó là tỷ lệ tiêu thụ oxy của ngành luyện thép. Còn lĩnh vực mà ta thấy tiêu thụ ít khí oxy nhất, đó chính là lĩnh vực hàn cắt kim loại, lĩnh vực thuốc nổ và chế tạo nhiên liệu tên lửa. Mỗi lĩnh vực thì chỉ chiếm 5% thôi. Ý B, oxy thì có khả năng duy trì sự sống, chính vì thế mà nó sẽ giúp vận chuyển máu để nuôi sống cơ thể con người cũng như là động vật. Nên trong lĩnh vực y khoa thì oxy sẽ được nén trong các bình để cung cấp oxy cho các bệnh nhân không có khả năng hô hấp hay việc hô hấp trở nên yếu. Ngoài ra thì oxy còn có thể duy trì sự cháy nên được sử dụng để đốt cháy các khí đốt, từ đó mà làm kim loại có thể bị nóng chảy để chuyển thành các mối hàn khác nhau. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành câu hỏi số 1 trong một bài tập trang số 47, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.